Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Tin Giáo Dục, tiếp tục với chuỗi series tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Hôm nay ở số thứ 14, chúng ta cùng đồng hành đến vùng Nam Trung Bộ để tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng tại tỉnh Ninh Thuận nhé. Nào, let's go. Theo thông tin tham khảo, trong năm 2021, sau khi trường cao đẳng sư phạm Ninh Thuận sáp nhập vào phân hiệu Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. Như vậy, trong năm 2021, tại tỉnh Ninh Thuận chỉ có một trường cao đẳng và một phân hiệu đại học là trường cao đẳng nghề Ninh Thuận và phân hiệu Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin về ngành nghề và học phí trong năm 2021 của các trường nhé. Một phân hiệu trường Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học, liên thông, tài chức và văn bằng 2, địa chỉ thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 10 ngành bậc đại học và 1 ngành ở bậc cao đẳng. Sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022 nhà trường sẽ thu ở mức 10 triệu 700 nghìn đồng đến 12 triệu 800 nghìn đồng tùy vào ngành mà các bạn theo học. Hai trường cao đẳng nghề Ninh Thuận là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và liên thông, địa chỉ đường 16-4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 11 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022 nhà trường sẽ thu ở mức 4 triệu 900 nghìn đồng đến 6 triệu 800 nghìn đồng tùy vào ngành mà các bạn theo học. Đối với các ngành hàn, kỹ thuật xây dựng, các cột kim loại được giảm 70% học phí. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, học trung cấp được miễn phí học phí. Vừa rồi Tin Giáo Dục đã gửi đến cho các bạn thông tin về các trường đại học cao đẳng tại tỉnh Ninh Thuận. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc góp ý thì đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như ủng hộ kênh nhé.